Thành thật mà nói thì trong một cái khoảng thời gian dài, Kevin từng tự nhìn nhận bản thân là một cái thằng nhóc không được đẹp trai, không có nhiều sự tự tin về mặt đầy mụn và không có được cái body đẹp. Và đương nhiên thì Kevin cũng muốn thay đổi những cái điều đó, ai mà chẳng muốn bro. Mọi người nói là nó không khó vì tất cả những gì mà ông cần làm là loại bỏ cái sự lười biếng của bản thân và thay thế nó bằng những cái thói quen tích cực hơn. Nhưng thực tế thì nói lúc nào nó cũng dễ hơn làm. Nếu không thì ai ngoài kia cũng đẹp trai, sáu múa, nhà giàu và có người yêu đẹp, đúng không bro? Yeah, nó khó nhưng mà nó không phải là không thể đâu bro. Thôi giờ nói thẳng với ông luôn, thì cái điều nó sẽ giúp ông đạt được những cái thứ trên đó, nó sẽ bắt đầu từ những thói quen hàng ngày của mình. Thì nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà ông nghĩ như vậy nè. Đó là nếu ông muốn trở thành một người phi thường á, thì đơn giản là ông chỉ làm những điều với người phi thường nó làm thôi. Đó là những thói quen mà 80% con trai ngày kia họ quá lười để mà họ có thể làm. Nghe thì nó rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nó sẽ không dễ dàng đâu. Vì vậy, đó là lý do mà Kevin và Danny sẽ chia sẻ 3 thói quen mà ông có thể bắt đầu ngay hôm nay để có thể loại bỏ cái sự lười biếng và nâng cấp cuộc sống. Bro, không biết ông như thế nào nhưng mà khi mà Kevin còn đi học á thì cái lịch trình của Kevin nó bú lù xù. Một phần thì như ông cũng biết, cái lịch đại học thì mình không có cần vào lớp mỗi ngày như là cấp 2 hay cấp 3. Vì vậy nên có những cái ngày mà Kevin thức dậy lúc 11 giờ sáng và cũng có những cái ngày khác mà Kevin phải thức dậy từ lúc 7-8 giờ để có thể vào trường sớm. Vì lý do đó cho nên cái lịch trình và giấc ngủ của Kevin lúc nào nó cũng bị đảo lộn. Điều này dẫn đến việc mỗi lần thức dậy là Kevin cảm thấy uể oải và không muốn làm gì cả. Và đương nhiên thì sau đó nó sẽ dẫn đến cái việc làm biếng và mình sẽ nằm trên giường thêm 1-2 tiếng nữa. Hoặc là sự trì hoãn trong cuộc sống như là đi học trễ hay là bài tập nước đến chân mình mới làm. Và cái vòng tuần hoàn đó tiếp tục lặp đi lặp lại. Nhưng tất cả đã thay đổi khi mà Kevin bắt đầu tạo cho mình một cái lịch trình trong ngày, như là thức dậy 30 phút sớm hơn dự định và thời gian này thì mình sẽ vào trường, thời gian này thì ăn cơm, làm bài tập, đọc sách hay là đi gym. Vì khi đó trong đầu Kevin dự tính trước được là những gì mà mình cần phải làm và để có thể thúc đẩy bản thân làm những cái việc đó với cái sự hào hứng và phấn khích thay vì chỉ go with the flow. Yeah, tôi hoàn toàn đồng ý với Kevin. Nó làm tôi nhớ tới một cái câu nói này, đó là if you don't prioritize your life, someone else will. Dịch ra là nếu bạn không sắp xếp cuộc đời của mình thì người khác sẽ làm giùm bạn. Một câu rất hay, nó nằm trong quyển Existentialism của Greg McEwens. Thì nếu mà ông không biết hôm đó là mình phải làm gì thì não ông sẽ luôn chọn cho ông cái con đường dễ nhất, cái con đường mà thoải mái nhất, the path of least resistance. Và đó sẽ là gì bro? Đó sẽ là chơi game, lướt TikTok cả ngày, đang đứng cà phê cà pháo với bạn bè bên ngoài đường, giỡn hớp, rồi về nhà thì mess with your worms, gặp con rung của mình nhưng mà mệt quá đi ngủ. Chứ ông cũng không có gì phải xấu hổ đâu bro. Này là ai anh em trong cộng đồng này họ cũng đã phải trải qua những điều như vậy. Các tôi và các Kevin cũng vậy nữa. Yeah, one word only, một từ thôi, đó là liên minh huyền thoại. Ông bốn từ mới đúng bây giờ. Liên minh huyền thoại hồi xưa, tôi và Kevin hồi xưa được chơi liên minh đó rất là nhiều. Nhớ nhất đó là những lúc mà thật sự là trốn học để đi chơi net luôn. Chơi net với đám bạn là chơi mấy cái net cỏ này nọ rất là vui. Nhất là khi mà ngồi kế mấy nhóc mà nó đang đánh răng với bạn đó. Nó ngồi đó nó thua rồi nó chửi lùm la vui lắm. Nhưng mà hơi không thích mấy ông mà ngồi kế mà cứ hút thuốc hoài. Đây mình không thích thôi. Và còn lại thì rất là vui. Yeah, fun times. Nhưng mà bây giờ hết chơi game rồi nha. Bây giờ thì chuyển qua nè, chơi đùa với mấy trái tim của mấy bạn nữ. Nói trước đây là nói đùa trước đây là lời khuyên của tôi dành cho ông nè. Đó là mỗi ngày ông hãy cố có cho mình một cái to do list nha. Thì nói thật với ông, tôi cũng đã thử mấy cái mà Google Calendar rất là nhiều màu và sắp xếp các hoạt động của mình theo từng giờ từng phút mà mình sẽ làm gì luôn đó, như Hamza bảo vậy. Mà tôi thấy mình thì không hợp với cách đó lắm. Ông có thể thử cả hai cách luôn và thấy cái nào hợp hơn thì mình sẽ làm cách đó nha. Thì cụ thể là trong to do list của tôi thì tôi sẽ gồm những cái task mà mình cần làm ngày hôm đó và hãy sắp xếp nó theo trình tự. Và điều quan trọng ở đây là mình phải ghi những cái task đó ra khá là cụ thể và khá là rõ ràng, sắp xếp theo một cái trình độ, theo cái độ quan trọng cũng như là cái độ gấp rút là mình phải cần hoàn thành công việc đó. Vì yeah boys, thì hãy cố tick hết càng nhiều với cái item trong to do list của mình càng tốt nha. Và nếu không khoảng 70-80% thấy cũng rất là ok rồi. You should be proud.
Ok, so hôm nay Kevin và Danny tới một cái quán mà Kevin rất hay ăn ở đây. Và Danny order cái full English breakfast. Ở chỗ cũng có, như ông thấy, rất là nhiều món. Và có vẻ như là Danny rất thích cái món này. Với Kevin thì Kevin ăn cơm sườn, tại vì Kevin rất thích cái món cơm sườn ở đây. Cứ mỗi tuần là Kevin ra đây làm một dĩa. Mấy ông đã thấy, nhìn rất là chất lượng. Và Kevin cũng rất là happy với cái món này. Ok, nhưng mà sau đó thì đi ra xe và you know, quay cái cảnh xe transition như thế này. Đó, đang đợi nó bảo hiểm lên. Kevin thì xong rồi, nhưng mà Danny đó bây giờ leo lên xe. Ok, và Kevin cũng leo lên xe với Danny luôn. Thì để cái camera ở đó và hai đứa chạy đi. Thường thì Kevin sẽ chạy một khúc rồi Kevin sẽ quay lại lấy. Nhưng mà không biết tình huống như thế nào, nhưng mà có một thằng nó đang tới. Và oh my fucking god, nó lấy cái camera của Kevin mà nó chạy. Ồ, mà Kevin không có kịp về kìa. So, câu chuyện là như thế này. Đầu năm nay khi Kevin mới về Việt Nam, thì sau vài ngày thì Kevin có lướt lướt trên điện thoại và Kevin thấy được những cái video của Danny nói về những cái chủ đề như là porn, chơi game, you know, đi ăn, nhậu và những cái thói quen nó không được tích cực cho lắm mà ai trong chúng ta cũng đã và đang làm, kể cả Kevin và Danny. Và trong đó thì Danny cũng chia sẻ những cái cách mà Danny đã làm để giảm thiểu những cái dopamine tiêu cực đó và thay thế nó bằng những cái thói quen tích cực hơn. Ok, thì đương nhiên Kevin cũng đồng ý và cũng có thể đồng cảm với những cái điều mà Danny chia sẻ, vì Kevin cũng từng có những cái thói quen không được tốt như vậy. Nhưng thật sự mà nói thì những cái điều đó nó không có dễ để làm với hầu hết mọi người. Cho nên Kevin thắc mắc là cái điều gì, cái động lực gì đã giúp Danny vượt qua những cái thói quen xấu đó và chữa cái bệnh lười biếng của mình. Oh yeah, for sure, but thì nếu mà nói về sự lười biếng thì for me Danny, tôi không có tự nghĩ mình là một người chiếu lọt hay gì. Nói thì với ông thì tôi cũng giống như là Kevin thôi, mà những người con trai khác còn lại cũng đang cố gắng tự phát triển bản thân mình. Tôi cũng có rất là nhiều ngày mà tôi dậy và thật sự cảm thấy là chả có động lực để làm một thứ gì cả, nên là cứ nằm xuống và có thể là lướt điện thoại cả ngày luôn. Ở đây là lúc mà cái phần não bò sát của mình đã thằng lằn, vì amygdala có thể chiến đấu với là cái não logic của mình, prefrontal cortex, và chúng ta có thể tiếp sức mạnh cho cái phần não trước của mình, the prefrontal cortex, bằng cách, và đây thì với ông đây cũng là cách mà tôi đang cố gắng làm nhiều hơn, đó là remember your why, đó là nhớ lại tại sao mà mình đã bắt đầu. Mà sẽ cố bỏ cái điện thoại của mình xuống và ngẫm nghĩ lại xem là liệu mình có thật sự muốn là nằm đó lướt điện thoại và phí hết cả một ngày hay không, và liệu cái phiên bản tốt nhất của phiên bản thằng đô của mình đó nó sẽ làm gì trong lúc này. Và một cách khá là đơn giản ở đây, đó là ông hay nghĩ cho mình là cái bước nhỏ nhất, bước dễ dàng nhất mà ông có thể làm ngay sau đó là gì. Ok bro, you don't need, không cần là phải nghĩ một thứ cái đó nó quá cao siêu, quá sâu xa đâu. Khi mà viết bài luận 1000 chữ rồi đi tập chân 2 tiếng, no. Đúng không? Chỉ cần làm một việc đó chính là bỏ điện thoại mình xuống, ngồi dậy và đi vô toilet rửa mặt mà thôi. Yeah bro, just do something. Yes bro, workout complete. Sau cái chỗ này thì cái mic nó bị gì đó cho nên mất tiếng. Và bây giờ Danny cũng về nhà rồi cho nên hai đứa không record lại được. Nhưng mà cơ bản là Kevin dẫn Danny tới cái gym mà Kevin hay tập, và Kevin muốn cho Danny trải nghiệm và xem cái cảm nhận của Danny như thế nào. Có vẻ như là Danny rất là thích. Và Kevin cũng hỏi thêm là ok, Danny cảm nhận như thế nào sau khi tập. Và Danny nói là rất là pump và cảm giác cực kỳ sảng khoái sau mỗi lần tập, như mấy ông đã biết nếu mà mấy ông đi gym. Và điều đó đã dẫn chúng ta đến cái point thứ ba, đó là đi vào phòng gym đi ông.
So, một trong những cái cạm bẫy lớn nhất trong cuộc sống là khi mà ông dậm chân tại chỗ và không tiếp tục phát triển. Vì cái sự phát triển sẽ cho chúng mình động lực và định hướng để tiếp tục làm công việc mỗi ngày. Bởi vậy, một trong những cái lý do mà dẫn đến cái sự lười biếng là ông đang cảm thấy là mình đang dậm chân tại chỗ và không có cái sự phát triển trong cuộc sống. Và để khắc phục được cái điều đó thì đương nhiên là ông cần phải tìm cho mình một cái lĩnh vực hay là một cái đam mê nào đó, ví dụ như là học tiếng Anh, học một cái kỹ năng mới để kiếm tiền. Nhưng đối với Kevin thì cái điều đầu tiên mà ông nên làm, và nó cũng là cái điều mà Kevin thấy được từ những cái người thành công, tất cả họ đều bắt đầu từ việc đi vào phòng gym. Thì ngoài cái việc mà nó sẽ dạy cho ông những cái tư duy về sự kỷ luật bản thân và kiên trì, thì nó cũng sẽ đem lại cho ông cái sự tự tin về bản thân khi mà ông có thể nhìn vào gương và thấy được cái sự thay đổi tích cực về cái cơ thể của mình. Cái điều này nó sẽ cho ông một cái tâm trí khỏe mạnh và cái sự thông suốt để có thể đưa ra những cái quyết định và hành động để nâng cấp những cái khía cạnh khác trong cuộc sống. Ok, đó là về mặt thực tế, nhưng mà cần về mặt khoa học thì sao? Thì đi gym thì như các ông cũng biết thì nó là một trong những điều tốt nhất mà ông có thể làm cho sức khỏe của mình, đúng không? Từ sức khỏe tim mạch, tăng cơ rồi tăng sức mạnh của mình, điều hòa đường huyết và còn tăng cường hệ miễn dịch và vô vàn những cái lợi ích khác. Thì riêng về cái việc lười biếng đi tập gym nó cũng sẽ giúp cái này rất là nhiều đấy. Cụ thể là giống như hồi nãy tôi cũng nói là vừa tập gym xong là mấy ông và tôi nữa là cảm thấy rất là tuyệt vời, đúng không? Có thể chàng này động lực để làm bất cứ thứ gì trên thế giới này luôn. Đó chủ yếu là do dopamine hết đó, cái phân tử của động lực. Thì nếu mình nói hết về mặt khoa học thì nó dài tới Tết luôn ha. Thì ngắn gọn ở đây đó là khi mình tập thì mình cảm thấy khá là nhức cơ và khó chịu, đúng không? Thì đó là lúc cái dopamine của mình nó sẽ đi xuống, và sau khi đó cái cảm giác tuyệt vời đó là khi mà dopamine nó sẽ đi lên lại. Ok, đó là cái quy luật của cơ thể của mình. Và cái điều hay ở đây là dopamine nó sẽ vẫn cao như vậy trong từ 2 tới 3 tiếng tới luôn. Thì ai muốn hiểu rõ hơn thì hãy coi cái video này nha. Và tóm lại, tập gym buổi sáng là một trong những cách tốt nhất mà ông có thể bắt đầu ngày của mình. Ở Việt Nam thì Kevin thấy cái văn hóa đi gym chưa có được phổ biến, nhưng mà ngày qua ngày thì Kevin thấy là mọi người dần dần nhận ra được cái lợi ích của cái việc này. Nên bro, nếu mà ông đang ở độ tuổi 20 thì hãy tận dụng cái lợi thế là testosterone của mình đang cao và hãy xây dựng bản thân thôi bro. Alright bro, thực sự thì Kevin sẽ cho cái chỗ này 9.5 vì Korean barbecue đồ nướng rất là ngon và một trong cái chỗ mà Kevin thích nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nếu mà ông ở thành phố thì ông hãy thử cái chỗ này. Nó tên là, Kevin sẽ để ở đây nhưng mà Kevin không có nhớ. Ok, Machando gì đó. Machando nó hơi khó đọc nhưng mà yeah, cảm nhận của Danny như thế nào? We have a most honest opinion. 9/10. 9/10. Nice, nice. And that is it for today video bro. Video đến đây là kết thúc. Cho nên nếu mà ông nhận được nhiều giá trị từ cái video này thì hãy để lại cái like và subscribe để em có được nhận thêm nhiều cái video tương tự trong thời gian tiếp theo. Vì Kevin đăng 2 video mỗi tuần, thứ 2 và thứ 5. Còn Danny thì đăng bao nhiêu? Mỗi tuần một lần thôi. Không bật Kevin per day. Mỗi tuần một lần thì Kevin cũng sẽ link cái channel của Danny ở đây nha. So, ok, vậy thôi. Cho nên gặp ông vào những video lần sau. Peace. Yeah. Bye bye.